Chào mừng các bạn đến với bình luận viên Hải Thanh Story. Mỹ hay còn được gọi là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, mà chính xác hơn là Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, giáp với Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Canada và Mexico. Đây là một siêu cường của thế giới. Mỹ được nhiều quốc gia đánh giá là một thế lực quân sự, kinh tế, văn hóa có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ số 1 toàn cầu. Với tổng diện tích là hơn 9,8 triệu km2 và dân số vào khoảng 330 triệu người, Mỹ là quốc gia lớn thứ 3 về diện tích và cũng lớn thứ 3 về dân số trên thế giới. Riêng diện tích nước Mỹ đã xấp xỉ bằng diện tích của cả châu Âu. Lãnh thổ nước Mỹ thì được cấu thành từ bao nhiêu tiểu bang, tiểu bang nào lớn nhất, tiểu bang nào nhỏ nhất, tiểu bang nào hình thành đầu tiên, tiểu bang nào hình thành cuối cùng, đó sẽ là chủ đề trong câu chuyện ngày hôm nay. Đầu tiên phải khẳng định rằng lãnh thổ của nước Mỹ được cấu thành từ 50 tiểu bang và bao gồm cả một quận liên bang, đó là Washington DC. Đây cũng là thủ đô của nước Mỹ. Một số tài liệu thì đôi khi liệt kê có 52 tiểu bang, thêm một Washington DC và Puerto Rico, nhưng mà thống kê như vậy là không chính xác. Trong số 50 bang này, có 48 bang nằm liền kề nhau trên đất liền. Một số bang tiêu biểu mà chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ biết đến, ví dụ như là Texas, New York, California, Michigan, Florida. Hai tiểu bang còn lại nằm tách biệt với những tiểu bang khác, đó là Alaska nằm ở phía tây bắc của Bắc Mỹ và Hawaii, quần đảo nằm ở Thái Bình Dương. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu, khám phá một số đặc điểm nổi bật về các tiểu bang của nước Mỹ. Trước khi đi tìm hiểu chi tiết về các tiểu bang trên bản đồ, về mặt địa lý, về mặt văn hóa, thì quốc kỳ của nước Mỹ có thể sẽ hé lộ rất nhiều điều. Đối với người Mỹ thì quốc kỳ có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong lịch sử quốc gia, văn hóa và đời sống tinh thần của họ, cũng giống như những quốc gia khác. Đó là biểu tượng của sự tự do, sự hy sinh của bao thế hệ đã đứng lên đấu tranh giành hòa bình, độc lập và bình đẳng. Quốc kỳ Mỹ thì bao gồm có hai phần, một phần nhỏ ở góc trên cùng bên trái có hình ảnh của 50 ngôi sao trên nền xanh dương, tượng trưng cho 50 tiểu bang hiện tại. Phần chính gồm có 7 sọc đỏ và 6 sọc trắng, tượng trưng cho 13 tiểu bang sơ khai. Màu đỏ tượng trưng cho lòng dũng cảm và nhiệt huyết, màu trắng nói lên niềm hy vọng, trong sáng, nét tinh khiết của cuộc sống và tinh thần kỷ luật, trong khi màu xanh là hiện thân của màu sắc thiên đường, biểu tượng của thượng đế, của lòng trung thành và chân lý. Ngoài ra, ngôi sao chính là biểu tượng cho độc lập và chủ quyền. Đầu tiên hãy cùng đến với Washington DC, thủ đô và cũng là đặc khu liên bang duy nhất của Hoa Kỳ. Washington DC tọa lạc trên bờ sông Potomac, tạo thành vùng biên giới phía Tây Nam và phía Nam đối với tiểu bang Virginia và có chung đường biên giới trên bộ ở các phía còn lại với tiểu bang Maryland. Washington DC được thành lập vào ngày 17 tháng 7 năm 1790 sau khi đạo luật cư trú được ký kết. Thủ đô được đặt theo tên của vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, đó là George Washington. Còn DC là viết tắt của đặc khu Columbia. Diện tích của thủ đô Washington DC là 177 km2. Thủ đô được chia thành 4 phần, gồm có 131 khu phố và lấy điện Capitol, tòa nhà quốc hội liên bang của Hoa Kỳ làm trung tâm. Tính đến năm 2019 thì Washington DC là nơi sinh sống của hơn 692.000 người. Đây là trung tâm chính trị quan trọng bậc nhất của Hoa Kỳ. Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở thủ đô chính là Nhà Trắng. Sau khi mà thủ đô hình thành thì Nhà Trắng đã được khởi công xây dựng vào năm 1792 và được sử dụng làm nơi ở và nơi làm việc của các đời Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên do mãi đến năm 1800 thì công trình Nhà Trắng mới hoàn thành. Tức là một năm sau khi Washington qua đời nên vị Tổng thống này chưa từng có cơ hội được ở trong Nhà Trắng. Người kế nhiệm ông, Tổng thống John Adams, là Tổng thống đầu tiên chuyển đến sống ở Nhà Trắng. Thủ đô Washington DC hiện là nơi đặt trụ sở của hơn 175 đại sứ quán các quốc gia cùng hàng trăm tổ chức, các công đoàn, các trung tâm văn hóa quốc tế. Không chỉ vậy, thủ đô cũng có vô vàn những di tích quan trọng đối với lịch sử nước Mỹ như đài tưởng niệm Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16 của đất nước, đài tưởng niệm Jefferson, bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia Mỹ, vân vân và vân vân. Giờ là câu chuyện về bang lâu đời nhất và bang trẻ tuổi nhất của nước Mỹ. Được thành lập vào ngày 7 tháng 12 năm 1787, Delaware là một trong 13 tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ và được gọi là tiểu bang thứ nhất vì nó là tiểu bang đầu tiên được phê chuẩn bởi Hiến pháp Hoa Kỳ. Với diện tích chỉ hơn 5.000 km2, Delaware còn là tiểu bang nhỏ thứ hai của nước Mỹ. Tiểu bang này thì nằm ở khu vực Đông Bắc và có một phần diện tích quan trọng giáp với Đại Tây Dương. Đây là một vùng đất nhỏ bé nhưng mà Delaware nổi tiếng là thiên đường trốn thuế của Hoa Kỳ. Tiểu bang Delaware xếp thứ 46 về dân số tại Hoa Kỳ với chỉ xấp xỉ gần 1 triệu người, nhưng lại có hơn 1,1 triệu công ty đăng ký kinh doanh tại đây. Đó là con số tính đến năm 2014. Đặc biệt có đến 65% các công ty được xếp hạng trong bảng Fortune 500 đăng ký kinh doanh tại đây,
và có đến 85% doanh nghiệp trong bảng xếp hạng trên cho biết ít nhất là có một chi nhánh tại tiểu bang này. Tính chung có khoảng 19.000 chi nhánh của các công ty được đặt tại Delaware cho đến năm 2014. Như vậy là có khoảng 58% tổng số các chi nhánh của các doanh nghiệp trong Fortune 500 được đặt tại Mỹ và 30% chi nhánh là ở Delaware. Đây là một con số khổng lồ khi mà hai bang đóng góp nhiều GDP nhất tại nước Mỹ là California và Texas chỉ có con số tương ứng là 1.160 và 1.540 chi nhánh của các doanh nghiệp trong Fortune 500. Không riêng gì các doanh nghiệp trong nước, nhiều công ty nước ngoài cũng ưa thích đặt chi nhánh tại Delaware. Một trong những nguyên nhân chính khiến Delaware thu hút được nhiều công ty đầu tư đến như vậy là hệ thống pháp luật bảo vệ chủ sở hữu hay là cổ đông của công ty. Tại Mỹ thì luật pháp của từng bang là rất là khác nhau và chính điều này khiến Delaware hấp dẫn nhiều nhà đầu tư. Hiện vẫn chưa rõ số tiền mà các công ty có thể tiết kiệm thuế được khi mà đặt ở tiểu bang Delaware là bao nhiêu. Nhưng với số lượng công ty thành lập tại đây, nhiều chuyên gia cho rằng số tiền có thể tương đương thậm chí là lớn hơn nhiều những thiên đường trốn thuế nổi tiếng khác ở trên thế giới. Đó là tiểu bang lâu đời nhất, còn tiểu bang trẻ tuổi nhất là tiểu bang nào? Được mệnh danh là quần đảo thiên đường, Hawaii là tiểu bang cuối cùng được sáp nhập vào Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ vào ngày 21 tháng 8 năm 1959. Hawaii là một quần đảo nằm ở Thái Bình Dương, cách lục địa của Hoa Kỳ khoảng 3.700 km về phía Tây. Quần đảo Hawaii kéo dài từ đảo Hawaii phía Nam cho đến hết đảo Kua ở phía Bắc với chiều dài lên đến 2.450 km. Trong đó, ba hòn đảo lớn nhất lần lượt là Hawaii, Oahu và Maui. Thủ phủ của quần đảo là thành phố Honolulu nằm trên đảo Maui. Đây cũng là nơi gắn liền với tên tuổi của cựu Tổng thống Obama. Tổng diện tích của quần đảo Hawaii lên đến hơn 1,6 triệu km2, bao gồm phần lớn là diện tích nước. Hawaii là tiểu bang có tỷ lệ cư dân gốc châu Á cao nhất của nước Mỹ. Người bản địa Hawaii là những thổ dân người Polynesia. Tuy nhiên, theo thời gian, có rất nhiều những cộng đồng người tới từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ và cả châu Phi đến đây để sinh sống, nên dân cư ở Hawaii hiện nay vô cùng đa dạng. Bạn có thể tìm hiểu câu chuyện chi tiết về quần đảo Hawaii cũng trên kênh Bình luận viên Hải Thành Story. Tiếp tục là câu chuyện về tiểu bang có diện tích lớn nhất và tiểu bang có diện tích nhỏ nhất. Với diện tích là hơn 1,7 triệu km2, Alaska được biết đến là tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ. Tiểu bang này nằm ở phía tây bắc của Bắc Mỹ, giáp với hai tỉnh là Yukon và British Columbia của Canada ở phía đông, giáp với Bắc Băng Dương ở phía bắc, với Thái Bình Dương ở phía tây và tây nam, đối diện với Nga qua eo biển Bering. Bang Alaska có vị trí hoàn toàn cách biệt với nước Mỹ. Trên thực tế thì Alaska được Mỹ mua lại từ Nga vào năm 1867. Vào những năm 80 của thế kỷ 19, trong khi nước Mỹ đang chìm đắm trong những cuộc nội chiến kéo dài không hồi kết và Nga đang thất thế trong trận chiến với Liên quân Anh Pháp, lo ngại trước sự bành trướng của đế quốc châu Âu cùng nguy cơ mất trắng vùng lãnh thổ rộng lớn ở Bắc Mỹ, Nga Hoàng lúc đó đã đề nghị một thương vụ chuyển nhượng bang Alaska cho Mỹ với mức giá là 7,2 triệu đô la Mỹ. Cũng liên quan đến thương vụ này, một số sử sách của nước Mỹ cho rằng để giải quyết cuộc khủng hoảng nội chiến trong nước thì Mỹ đã sử dụng các chiến hạm của Nga và cần thanh toán chi phí sau cuộc chiến. Tuy nhiên, luật pháp Mỹ lại không cho phép dùng ngân sách quốc gia để thanh toán chiến phí. Chính vì vậy, để mà hợp thức hóa việc trả nợ của mình, Tổng thống Mỹ đã đề nghị mua lại bang Alaska với mức giá 7,2 triệu đô la Mỹ. Hơn một thế kỷ sau thương vụ mua bán lạ lùng giữa Nga và Mỹ, hộp bang Alaska đã trở thành mảnh đất màu mỡ đem lại lợi nhuận khổng lồ cho Mỹ. Với khoảng 1 vạn km đường bờ biển, Alaska sở hữu vùng biển rộng lớn và tạo ra nguồn lợi khổng lồ từ việc đánh bắt và khai thác thủy hải sản. Số liệu thống kê cho thấy tiểu bang này cung cấp phần lớn lượng cá hồi cho toàn bộ nước Mỹ. Không chỉ vậy, nơi đây còn sở hữu Red Dog, mỏ kẽm lớn nhất thế giới cùng rất nhiều mỏ đồng và những giếng dầu ẩn sâu dưới lớp băng quanh năm lạnh giá. Ngoài ra, vì đa phần vùng đất được bao phủ bởi băng tuyết lạnh lẽo, dân số tại Alaska vô cùng thưa thớt. Điều này khiến tiểu bang này trở thành nơi có ít cư dân thứ tư của nước Mỹ. Ngược lại với Alaska, Rhode Island là tiểu bang nhỏ nhất xứ cờ hoa với diện tích chỉ là 3.144 km2. Tiểu bang này thì nằm trong vùng New England và có dân số khoảng hơn 1 triệu người. Với số lượng dân cư này, đây là tiểu bang có mật độ dân cư lớn thứ hai của nước Mỹ, chỉ sau New Jersey. Tiếp tục với những cái nhất, bang đông dân nhất và bang ít dân nhất của nước Mỹ. Về dân số, bang California nổi tiếng là tiểu bang có dân số cao nhất nước Mỹ với khoảng 40 triệu người. California cũng là tiểu bang lớn thứ ba của nước Mỹ, chỉ sau Alaska và Texas. Tiểu bang California bị chia cắt về mặt địa lý thành hai khu vực. Nam California bao gồm 10 quận cực Nam và Bắc California bao gồm 48 quận ở cực Bắc.
phần lớn các thành phố tập trung đông dân cư của California nằm trong khu vực vịnh San Francisco. Khu vực đô thị Sacramento ở Bắc California, Los Angeles và San Diego ở Nam California. Bang California nổi tiếng là nơi có cộng đồng người Việt sinh sống tại Mỹ lớn nhất. Ước tính khoảng 40% số người mang dòng máu Việt đang sinh sống tại California, chủ yếu tại quận Cam, Los Angeles và Santa Clara. Đây là một trong những bang có tốc độ phát triển bậc nhất của nước Mỹ. Nền kinh tế của California thậm chí có thể so sánh với nhiều nền kinh tế của các quốc gia hàng đầu trên thế giới. Năm 2020, GDP của tiểu bang này lên đến 3,4 nghìn tỷ đô la Mỹ. Và nếu đứng như một quốc gia độc lập thì California sẽ là nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới. Sau nền kinh tế hàng đầu đương nhiên là Mỹ rồi, tiếp đó là Trung Quốc, Nhật Bản, sau Đức. Họ vượt Ấn Độ, vượt Vương quốc Anh, vượt Pháp, vượt Ý, vượt Brazil. Ngoài ra, California cũng là một trong những tiểu bang có chất lượng giáo dục hàng đầu của nước Mỹ. Tiểu bang này sở hữu số lượng trường đại học nhiều nhất của nước Mỹ, với tổng cộng hơn 300 trường đại học và cao đẳng. Và cuối cùng, tiểu bang có dân cư ít nhất tại nước Mỹ đó là tiểu bang Wyoming. Đây là một tiểu bang miền núi nằm ở vùng Tây Bắc của nước Mỹ. Tiểu bang này là nơi sinh sống của khoảng 600.000 người, với diện tích là 253.596 km2. Đây là tiểu bang rộng thứ 10 nhưng mà cư dân thì thưa thứ 2 của nước Mỹ. Thành phố lớn nhất tại tiểu bang chỉ có dân số khoảng 64.000 người mà thôi. Và đó là câu chuyện về những tiểu bang của nước Mỹ. Bạn ấn tượng với tiểu bang nào? Đừng ngần ngại hãy thể hiện quan điểm của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.